Trước đây thì mình không quá kỳ vọng vào cái khả năng tái tạo chi tiết của những chiếc tai nghe wireless không dây dưới 500k, và cho đến khi mình gặp Moondrop Space Travel. Nếu thật sự là một người am hiểu về tai nghe chuyên nghiệp thì mọi người chắc chắn sẽ nghe đến Moondrop với rất là nhiều những bản tai nghe full size cực kỳ nổi tiếng rồi. Tuy nhiên thì với sự trở lại của Moondrop Space Travel này hoàn toàn khiến mình rất là bất ngờ. Cái giá thành rẻ không tưởng mà ở đây chúng ta có luôn những công nghệ cực kỳ cao với Bluetooth 5.3 và phạm vi kết nối lên đến là 10m, không vật cản. Tai nghe này có một cái điều thú vị là nó được trang bị màng loa composite titan dạng vòm và 500 neodymium N52 để mang lại một cái phản hồi rất là nhanh, độ chi tiết sẽ cực kỳ tốt và ít bị máu tiếng hơn. Ngoài ra thì chiếc tai nghe này còn được trang bị công nghệ xuyên âm và chống ồn chủ động ANC lên đến là 35 dB, một điều mà chúng ta rất là ít khi thấy ở những dòng tai nghe dưới 1 triệu nhá. Không chỉ là hay ở phần nhạc, ngoài ra thì chúng ta có thể chơi game rất là mượt mà với cái độ trễ cực kỳ thấp, chỉ là 55 ms, sẽ hoàn toàn có những cái trải nghiệm mượt mà đối với các cái tựa game nổi tiếng trên smartphone của chúng ta. Đi kèm với đó là chúng ta có thời lượng pin sử dụng cho tai nghe là 4 tiếng và dung lượng pin của hộp sạc lên đến là 12 tiếng, giúp chúng ta có tổng thời gian sử dụng lên đến là 16 tiếng. Gần như là chúng ta có thể trải nghiệm chiếc tai nghe này cả ngày mà không sợ hết pin. Đi kèm với đó là chúng ta có ứng dụng Moondrop Link 2.0 để điều chỉnh các cái giải âm, điều chỉnh các cái chế độ chơi, các tính năng của chiếc tai nghe này, và chúng ta hoàn toàn có thể sạc đơn giản với cổng sạc Type C. Có một yếu tố trầm lại ở chiếc tai nghe Moondrop Space Travel này, đó là phần ngoại hình không được đánh giá quá cao. Tuy nhiên là với những cái hiệu năng về chất lượng âm thanh tốt như vậy và cái mức giá dưới 500k thì chúng ta cũng không thể đòi hỏi quá nhiều được.